tôi cảm thấy nó giảm được khoảng gần 70% của 15 năm. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Hương. Em bị bệnh đau lưng này khoảng 25 rồi. Năm 24 tuổi. Nhà 15 A là chung. Tôi mua đá trước sau tôi đi học. Để tôi mua đá thì tôi đã trường được khoảng 200 ngày. Nhưng mà riêng tôi chưa biết cái bệnh gì đấy. Tôi chưa biết thấy khỏi được gì. Còn tôi trường đá thì tôi chỉ thấy dễ ngủ thôi. Là một cái, thứ hai là tôi thấy cái bệnh, có một cái bệnh là đường ruột. Đường ruột của tôi là khoảng 15 năm. Là vì đấy, thời đấy là tôi uống cái cao ống ngựa, không biết làm sao nhưng mà để nó khỏi đau xương thôi, nhưng mà về sau nó bị đường ruột mãn tính luôn từ hồi đấy. Thế nhưng mà từ khi tôi sửa cá tôi cũng không nghĩ là nó sẽ khỏi bị đường ruột. Thế nhưng mà đến bây giờ tôi thấy ngày hôm nay là khoảng 25 ngày rồi, tôi mới học hôm nay 5 ngày, tôi sửa cá khoảng 25 ngày rồi. Thì tôi thấy riết cái bệnh, cái cặp đá đấy là nó rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy nó giảm được khoảng gần 70% của 15 năm. Của 15 năm của năm bị bệnh mà tôi bây giờ tôi đã giảm được khoảng 70%. Đấy, tức là cái bệnh đường ruột. Tôi thấy là rất là tốt. Riêng cặp đá tôi thấy rất là quý cái cặp đá đấy. Đấy, tôi cũng mua gần chục cặp đá này, tôi cũng để nếu cho mọi người và trong gia đình tôi để dùng tiếp tục. Còn đâu thì cái việc mà học như thế này để tự sức đấy thì tôi sẽ cố gắng để học bằng được những cái bài các thầy đã truyền đạt. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.